Mình lấy về trên trang nhé. Mình lấy tất cả các giá các ngài. Còn lấy mẫu thương, lấy sư phụ, lấy tiên ông, còn lấy ông lớn, lấy cô chín, lấy chúa bà, lấy bà nê chân. Lấy tất cả các giá các ngài, phụ gia, lấy quan ứng thần cơ, quan cơ thần thiện. Đệ tử con xin phép đọc lại bài trong tuần vừa qua. Nay quá trình vừa rồi con soạn lại bài và đọc bài miêu loát. Quốc sử quyết quân kia quyết việc làm. Quốc sử quyết quân kia quyết việc làm. Quốc sử quyết quân kia quyết việc làm. Quốc sử là xử lý tất cả cái việc quân kia, là quân địch, quân giặc, quân tà kia, là phải quyết việc phải làm dứt khoát. Làm trắng ra trắng, làm đen ra đen, rõ nét từng câu việc, trong phân ra từng việc mà các ngài chỉ điểm, chỉ mặt, vạch tên của từng người. Cho toại thành được cũng do ta thời, được cho chi cũng do đường chỉ lối. Chớ khi tung hô việc làm kia cá, kia kia cá, lòng thương lòng bình không tự đắc thêm, đắc thân. Cho toại thành được cũng do ta thời, được cho chi cũng do đường chỉ lối. Chớ khi tung hô việc làm kia có, lòng thương lòng tình, lòng bình không tự đắc thân. Việc ở đây cho toàn thành được việc cũng do ta thời. Tức ở phủ này rất nhiều người toại việc mà thành việc hay không là do ông. Mà được cho những do đường chỉ lối, được cho chi cũng do đường chỉ lối, tức là các ngài cho đường chỉ lối. Chớ khi tung hô việc làm kia có, tức là đừng bao giờ tung hô mình làm việc này, làm việc kia. Lòng thương, lòng bình, không tự đắc thân, đừng tự ngao, tự mạn bản thân mình. Những người đến đây xin đừng cao mạo, đừng tinh tướng, nghĩ rằng như thế là mình đã tài cao đức độ, các thánh sẽ cho. Gỗ hương quý tại lòng ẩn sắc chi cầu, tâm thành xin khấn rước xin ẩn thể cầu. Thanh chia thành đoạn chỉ quay giữa khúc hương, bạch bề trên cha mẹ. Nay con đã được gỗ quý trong tay, được vận khí âm dương cho đủ, đủ cơ, đủ duyên, đủ ngày, đã rước về tại phụ gia. Âu cho can chi tường tỏ cung minh, mọi việc sẽ được sáng tỏ tới đây, mọi việc sẽ được binh bạch, rõ ràng, khai minh. Thường đạo ân nghĩa khuất ỉu thể cầu, học chi theo tại, chi những việc này có cầu học lỗi, dành chi là mình, chứ học lỗi sao. Tức ý nói việc này đã được phân tường rõ ràng, cái bề trên cho việc không thể bắt chước, mà học theo, loay theo bắt chước. Những người nào mà bắt chước học theo đều sẽ không bao giờ học được đạo. Mà đạo này là chỉ đúng người, giao đúng việc, chứ không phải giao bừa, giao càn. Nên là những kẻ mà đến bắt chiếc, học càn, nói bừa, không bao giờ thành toại. Tức những người đó không thành công được. Khiết định tâm suy, gạt bỏ thị phi. Ai kêu tới cầu cũng chỉ do tự, lòng tự sinh, tham mới lên sự chi. Là việc thiên hạ bận tâm chi việc, nay ngân xuyến đủ tìm đường tới lui. Hạ cố kẻ lay sao ngẩng cao đầu. Ý các ngài có nói khiết tịnh tâm suy, gạt bỏ thị vi. Ai nói gì kệ họ, cho họ đúng hết, cho họ hòa, họ được, họ nói đúng. Ai kêu tới cầu cũng chỉ do tự. Tức là do tự ở đây là ai kêu tới cầu cũng chỉ do tự, là tức là họ mang đấy có dụng ý riêng. Lòng tự sinh tham mới lên sự chi. Những người mà có uẩn khúc, sinh bệnh, sinh tật hay là sinh nghiệp gì đấy đều là do lòng tham mà họ tạo ra cái nghiệp chướng đấy do họ. Là việc thiên hạ bận tâm chi việc. Ý các ngài dạy con, những kẻ đến đây xin việc gì phải tùy việc suy xét, và không tự dưng họ có bệnh đấy, họ có nghiệp đấy, phải do hành động họ từ tiền kiếp, từ hành động trước kia họ đã gây ra, nên họ bây giờ họ mới bị việc đấy, nên họ đến đây có nhờ cũng là việc thiên hạ bận tâm chi việc. Ý các ngài nói là họ là việc của họ, đừng bận tâm nhiều quá, cũng không nên giúp nhiều quá, chỉ cần làm vừa tầm vừa đủ thôi, không nhất thiết phải lao mình vào cứu họ,
Lay ngân xuyến đủ tìm đường tới. Ý nói là phủ lay rời, ngân xuyến đã có, tự khắc mọi người sẽ tìm đường tới. Trong đó người tốt có, người xấu có. Hà cố kẻ lay sao ngẩng cao đầu. Hà cố kẻ lay, hạ cố là tức là người thấp, cố kẻ lay là những người thấp hèn, là những người không đúng, tiểu nhân, những người đê tiện đấy. Sao ngẩng cao đầu, đến phủ này không bao giờ được phép cao đầu, ngẩng cao đầu lên là ta đương đây tự đắc, đức tài vẹn toàn. Mà những cái kẻ đấy chỉ được phép cúi đầu xuống thôi. Lý do là những người đấy các ngài khinh, các ngài không đối trọng, các ngài không cho bước tới. Mà cố tình bước tới thì các ngài cũng chỉ cho cúi đầu thôi, chứ không cho ngẩng cao đầu mà nhìn mọi người. Các ngài có nói về phủ gia: vạn vật cảnh hoa hương trầm bay thoảng, tâm lễ lui tới tỏa việc xin cầu. Ý các ngài về trên cha mẹ. Vạn vật cảnh hoa, tức phủ gia rất nhiều hoa thơm quả ngọt. Hương trầm bay thoảng, hương trầm là những hương ở đây phải dùng đúng hương chủng loại của các ngài là hương trầm. Tâm lễ lui tới tỏa việc xin cầu là nơi thanh tịnh, tinh khiết, bình an và an nhiên. Chúng sinh với mọi người đến đây lễ bái rất đông, và từ giờ các ngài về phủ và chúng sinh là các thành viên khách ở các nơi về lễ tiết các ngài hàng ngày hàng tháng rất đông. Khám tiết cung cấm lệnh, lữ uyển thật trang nghiêm, rèm che quạt trước mặt, tiểu tiết nhìn chi. Ý các ngài có nói khám tiết cung cấm lệnh, đóng ngay cái khám dâng ông. Lữ uyển thật trang nghiêm, lữ uyển là lữ giới, đi vào trong đây dâng hương dọn dẹp ban phải quần áo thật trang nghiêm, không ăn mặc luộm thuộm. Rèm che quạt trước mặt, rèm là phải có rèm che quạt trước mặt, là ý nói là uẩn hiện, để lúc hiện lúc uẩn. Tiểu tiết được nhìn chi, không cho những người bước qua phủ mà nhìn trực diện vào mặt của các ngài, dung tượng các ngài được. Thuyết sư học cung lời bình, ẩn tưởng cũng dụng thực binh. Ý nói là các ngài nói là thuyết sư học cung lời bình, mọi việc cũng phải biết phân tích, ẩn tưởng cũng dụng thực binh, dùng người đúng việc mà đúng việc người ta làm được. À, các lính ở dưới, các binh ở dưới phải biết giao công giao việc mà làm. Quay thiên tại định, chỉ hướng quay vòng, tấu vật lời định, vật hương gỗ tạo, khiến dụng ngang bằng, chỉ vật định cơ, chỉ ngũ sắc vàng, ngôn xin ứng linh, hiển cơ giáng ứng, xin sắc lộc lầy, xin sắc lộc lầy, ứng nghiệm toại lòng. Lay chi việc cầu cho toại lòng, gắng cho việc cầu lời ngôn định, khánh tiết ung dung vui ngày tiệc, nhất tâm cung cầu xếp thưởng kia. Thời cho vẽ dung nhan diện, thần định tâm an nhập diện, diện tể khắc họa dung nhãn, chi cung tâm tận tường hạ hoa. Họa ra, ý các ngài nói đêm mai, là tức đêm nay, con phải chay tịnh thần khiết, hương thơm sắc thái khí thế minh bạch, gạt tâm thiền trước khi đi vào vẽ phù cho các ngài, vẽ hình nhang để làm tượng cho các ngài. Phải thiền định, tịnh thiền và ăn thật nhạt, gần như là không ăn mặn, gần như là không ăn một cái gì, ăn thật nhạt. Buổi tối nay là ăn thật nhạt, tâm phải thanh định, phải thật là yên tĩnh mới vẽ được họa phù của các ngài, tức là các ngài sẽ cho nhìn bằng mắt, nhìn thấy người thật, hình thật, dung thật của các ngài, và khúc tượng vẽ yết thành ảnh để làm tượng cho các ngài dâng về tôn ấp thập tờ tại phủ gia. Các ngài có giáng ứng cho con là tâm thanh thể tịnh. Tiết tấu binh kiếm lay thể đâu, binh cung kiếm lệnh mang cạnh thể, thời diện mới uy nghiêm lên danh này. Nên là tất cả những các ban binh khí của các ngài phải dâng đủ, và những đồ tiểu tiết và trong những đồ lễ tiết của các ngài phải có đủ uy của các ngài. Hoa thơm bay thoảng cho nhớ thời, cung kính dâng hoa kiệu lay thời, xếp thêm cho việc lòng muốn xin.
bề trên cha mẹ ngay. Đệ tử con không xin thêm điều chi, con xin ba cha mẹ ứng lòng cho con tâm nguyện sở cầu, cho con xin phép là làm những việc đúng lệnh mà thiên mệnh giao cho. Trung tể đâu việc làm cho hết, từ dụng tốn tâm phải trung lòng, quyết định tấu xin cùng thời làm, chi việc đã cầu làm trước tiên. Con có xin 13 công việc làm cho bề trên cha mẹ, xin cái lệnh xuống để đọc lại trình các ngài. Trung tể đâu việc làm cho hết, một mình con không làm được hết việc của phủ. Ở đây gọi là trung tể đâu việc làm cho hết, từ dụng tốn tâm phải trung lòng. Ý nói tất cả các linh ghế, các con của ông từ xa ra gần sẽ việc này chung sức chung lòng về làm cho ông, tức những người linh ghế con cái nhà ngài ở Nam Trung Bắc, nước trong nước ngoài sẽ về cùng việc tôn tạo sửa đền nhang này. Việc này không chi của một việc cá nhân của phủ, việc này sẽ là việc của toàn, việc các con linh ghế của các ngài sẽ được báo tâm linh để về phủ để làm cho nhà ngài. Một, trình tiết bề trên cha mẹ các ngài, khám thờ ông lớn và cổ cô chín. Hai là tượng chúa Sơn Trang, là toàn bộ hệ thống tượng là sẽ có tầm từ 20-30 ngôi tượng nữa. Ba là sơn tượng của phủ, con sẽ sơn họa tiết quần áo tiết thời. Bốn, tượng ngôi Diêm Vương, mua 10 vị thập điện Diêm Vương. Năm, tượng hai cô hầu cận, làm hai cô hầu tận cung mẫu. Sáu là tâm tượng. Bảy là ban thờ bàn cơ. Tám là sơn năng mẫu ngự. Chín là chuông. 10 là quạt đuôi công. 11 là quạt ba tiêu. 12 là quạt gỗ. Và 13 là hoành phi ba ban. Là những việc này là con đã trình bề trên cha mẹ, trình ông. Thì là ông cho các lính ghế của ông sẽ cùng góp sức về, góp công góp của về để tôn tạo đền nhang nhà ông. Bạch ông việc này, ông có dặn là không được phép một mình phủ ra làm. Bởi vì ông có nói là trung tể đâu việc làm cho hết, một mình phủ ra là không hết việc này được. Phải cho các con của ông về chắp tay về cùng làm với ông, làm cho ông, tức là các lính ghế cắt tóc làm tôi làm con nhà ông, phải về đóng góp công sức tôn tạo đền nhang nhà ông và cùng chung lòng chung đức để làm cho ông. Thì ông cho bổng lộc đầy đủ trong những tháng thời nay sau của ông. Thiên chỉ thể tại chọn đúng người, quyết cung ngân lệnh nghĩ tới trên, bài ai chỉ học chờ ngày vui. Ý các ngài có dạy con là bài hay chỉ học chờ ngày vui. Thiên chỉ thể tại chọn đúng người, ý nói là ân trên thiên mệnh các ngài chọn đúng người. Quyết cung ngân lệnh nghĩ tới trên, quyết cung ngân lệnh. Ngân lệnh là gì? Ngân lệnh là tức là tiền dâng lên, là các ngài ân trên bề trên cha mẹ ông lớn là đã chọn đúng người giao việc, mà ngân tiền này dâng lên của ông là do ông chứng chọn các con của ông đúng ngôn đúng lệnh đúng lời mà tấu lên với ông, xin dâng ông đều là những người con ông chọn về được phép dâng lên. Bài hay chỉ học chờ ngày vui. Cung ngay diện chính tiếp tới cung cận. Ý các ngài có nói làm diện chính cho ta và hai bên. Vang danh uy cầu quan tìm tới, sự cảnh uy nghiêm quan bái lạy. Ý các ngài nói là tới đây các quan tìm tới, quan to quan nhỏ ở nước Việt sẽ tìm tới. Sự cảnh uy nghiêm quan bái lạy, vang danh uy cầu. Vang danh uy cầu tức là ở nơi đây rất linh thiêng, sẽ rất nhiều quan to quan nhỏ sẽ đến đây để bái lễ các ngài. Sự cảnh uy nghiêm quan bái lạy là các quan sẽ phải quan trần để bái lạy các ngài. Các ngài sẽ cho các quan to quan nhỏ về phủ lễ tiết và hậu cận ông và lễ tiết các tòa các giá các ngài. Bề trên cha mẹ ông ngay là trong bài cũ, con xin phép trình lại câu nói cũ cách đây một tuần. Tâm phúc nay thành chưa chọn,
Nay chi kẻ cầu ra chi, hướng tân nay sợ mới thành, quay đi cầu lại ngẫm sao. Quy nghiêm thấy tại cho đủ, kẻ lay quay đầu hối sao. Chậm chỉ thời thiệt đủ thân, muộn quay bước lại chẳng thành. Ý ông muốn nói, những kẻ cháo trò tâm phúc nay thành chưa chọn, tâm phúc mà không chọn tức là những kẻ sống hai mặt. Nay chi kẻ cầu ra chi, nay chi kẻ cầu ra chi, những cái kẻ mở mồm ra cầu xin như này, rồi thể hiện như thế này, nhưng cầu ra chi, chúng mày đã cầu những việc chúng mày làm, là chúng mày đã làm được việc gì chưa? Có câu là cầu ra chi, hướng tân nay sợ mới thành, hướng tân nay sợ mới thành. Bây giờ thấy họa vào thân thì sợ, bắt đầu mới tìm mọi việc về để xin lỗi với ông, xin lỗi với các tòa, các giá, các ngài. Quay đi cầu lại ngẫm sao. Quay đi thì thấy chết, mà quay về thì ngượng mồm, thì bản thân không biết bây giờ phải biết làm sao. Uy nghiêm thấy tại cho đủ, tức là uy nghiêm thấy tại cho đủ. Bây giờ mới nhìn thấy là các ngài rất uy nghiêm, chứ không phải là các ngài khù khờ qua mặt được các ngài. Việc các ngài nói là việc sáng tỏ, dứt khoát. Kẻ lay quay đầu hối sao, ý nói là kẻ nay quay đầu, những người mà ăn cháo đáy bát, nói các ngài không thiêng, nói phủ không ứng, các ngài không giúp, rồi các ngài ở đây không hỗ trợ cho cái gì, thì bây giờ là kẻ lay quay đầu hối sao. Việc trong những thời gian vừa qua, 2 tháng vừa qua, ông cho bổng lộc của phủ, ngân to ngân nhỏ, thì thấy là uy nghiêm thấy tại cho đủ. Đó, nên là thấy ông là bây giờ ông ngại cho ngân cho xuyến, thì kẻ nay quay đầu hối sao. Ông hỏi rằng là những người quay đầu ấy nói ông như thế, bây giờ họ hối ra sao. Chậm chi thời thiệt đủ thân, chậm chi thời thiệt, chậm chi thời thiệt, chậm chi là thời thiệt đủ thân, bây giờ là đủ vào thân rồi, thiệt thòi khổ sở, chả biết bây giờ đi đâu về đâu. Muộn quay bước lại chẳng thành, bây giờ muốn quay lại xin lỗi ông, xin lỗi mọi người ở phủ cũng chẳng thành, không chấp nhận dung túng những kẻ này. Cung ngôn tôn tại, cung ngôn tại cầu, cung án tại thân. Cung ngôn tại cầu, cung ngôn là tức là lời nói, tại cầu là lòng tham, cung án là tại thân. Cung án ở đây là đi tù, là tại thân. Cung ngôn tại cầu, cung án tại thân, tức là đi tù là do thân làm ra việc này, từ đi tù phải tự chịu. Nhất trương phân minh là rõ ràng, phải sáng rõ ràng trắng đen, đúng tội đúng người. Hòa chi ly cầu, cái câu hòa chi ly cầu con không xin giải dịch, vì câu này con để trong tâm, con hiểu ý các ngài dụng minh, dụng trí, dụng đức. Câu này bạch tánh để các ngài dạy con rất hiểu, và con cực sợ câu này luôn. Hòa chi ly cầu là câu này, những người này tập phải chết đến mới hết được sáng mặt. Cung ngôn tại cầu, lòng tham từ miệng. Cung án tại thân, dính vào tù tội. Nhất trương phân minh là đúng hình đúng phạt. Hòa chi ly cầu, câu này con không nhắc tới. Tự tâm không khiến thành, ngôn lời cũng không sáng. Tâm thì tại lửa ngang, vô ngôn bức tại đồ. Tự tâm không khiết sáng, tức là người không minh mẫn sáng suốt. Ngôn lời cũng không sáng, ngôn lời mập mờ, nhập nhằng, nhố nhăng. Tâm thì tại ngửa ngang, tính khí ngang ngược nóng lầy. Vô ngôn bức tại đồ là tức là vô ngôn ăn nói bừa bãi, hồ đồ, nhố nhăng, bựa đầu bạ đầu, nói những câu đấy không đúng từ, không đúng nghĩa, hồ đồ, nói xàm hồ. Những kẻ đấy là bựa đầu bạ đầu, vạ đầu, nói đấy không biết trước sau. Bởi vì tự tâm không khiến thành, cái từ khiến thành là tức là không trung thành. Tự tâm không khiến thành là không đàng hoàng, không trung thành. Ngôn lời cũng không sáng, ngôn lời con người là ngôn lời mà không sáng thì con người chỉ ăn nói những câu đục ngầu, tiểu nhân, những câu
sàm ngôn bịa đặt. Tâm thì lại ngửa ngang, tâm thì lại ngửa ngang, tâm mà phải vững. Như đây tâm mà ngửa ngang thì con người không vững tâm, nghe chỗ này một tí, nghe chỗ kia một tí, thấy ai lịnh bợ thì lại ua dùng nghe theo, thành ra bị xua lịnh, thành bị không định tín. Vô ngôn bức tại đồ, vô ngôn là vạ đâu nói đấy, nghe gì nói đấy, hiểu gì nói đấy, làm gì nói đấy, không nghĩ được xa sâu xa mọi sự việc. Nết tiết đủ cầu, dạy chi tiết học. Nhìn thực biết thực nhưng chưa dụng. Ngày mai con có đi làm đất thì các ngài có ứng cho con một câu nói rất hay, là đất bước ba tấc đất đẹp, cầu lễ cung kính cầu hướng tây, chỉ hòa hữu trọng đất tại cầu, hoa thơm quả trái rượu kính thổ, thần địa danh dài quanh nước thơm, danh dài quanh nước thơm. Ý các ngài có nói con là đất bước ba ngang, ý nói đất là xung quanh ba mặt tiền rõ ràng, ba tấc đất đẹp, đất này là ba góc nhà nhưng có mặt tiền đường quốc lộ đi qua, tức đất rất đẹp. Cầu lễ cung kính cầu hướng tây, cầu quay về hướng tây, ngày mai cái đường đấy sẽ phải chỉnh về hướng tây, chỉnh kính cửa cầu lễ cung kính, sau này ban thờ cũng quay về hướng tây, rất đại cát đại lợi cho gia chủ. Chỉ hòa hữu trọng đất tại cầu, chỉ hòa hữu trọng đất tại cầu, ý nói trong đất đấy là rất an nhiên bình an, và chỉ hòa là đất đấy là có mát, đất này không nóng, người ở trong đất này nó sẽ phát khí phát vượng về sau. Hoa thơm quả trái rượu kính thổ, ý nói là phải kính lễ thổ đất, là thần linh ở tại đất, thần địa danh giải danh nước thơm, phải phân đất ra bằng rượu thơm, nước thơm, ngũ vị hương thơm và nước thánh các ngài dội vào để phanh đất rồi hãng làm đất cho người ta. Ông về có dạy con câu này thì con xin lắng nghe và thỉnh ông, xin tấu ông. Nơi cầu uy danh đã thấy chưa? Một chấm cho được tròn đạo lay. Ông có nói nơi cầu uy danh đã thấy chưa? Ý nói một khi đã nhất tâm với ông, cắt tóc làm con của ông, làm lính nhà ông, một chấm cho được tròn đạo lay. Ông chấm một bút đỏ, ông phê cho thì tròn đạo lay, một chấm cho được tròn đạo lay. Tâm nhất chi cầu tâm sáng tỏ, tâm nhất chi cầu tâm sáng tỏ, cầu ông nói gì tấu ông nói gì phải tâm sáng tỏ. Chọn khi đúng người nay thời tướng, chọn chi đúng người nay thời tướng, ông tức là tâm nhất chi cầu tâm sáng tỏ. Những người về đây cắt tóc làm con của ông rất nhiều người, nhưng tâm sáng tỏ ông mới chọn. Chọn khi đúng người nay thời tướng, ông chọn tướng giỏi để giao việc. Tướng tức là bản thân mệnh của phủ gia, người đúng chướng, người đúng chiều ở trong phủ gia này, đang chắp bút là ghế đức, là đang được ông chọn để làm đúng việc của ông. Chứ chi chọn kẻ người ngu si, thánh nhân không chọn những kẻ ngu si dốt nát, u mê tăm tối, đạo mù đạo mê, tinh tướng ngạo mạn lộng ngôn, xong người tiểu tiện, nhị nhân, những kẻ đấy thì làm sao mà làm thay tướng được. Hình thân có đủ không biết suy, tức là bản thân lúc nào cũng cạo mạn mà không làm được, mà bản thân như thế lại không biết suy nghĩ một cái gì, nên là dụng tài chỉ dụng lại dụng binh, dụng tài chỉ dụng lại dụng binh. Ý ông nói là dụng tài là chỉ dụng những người thực sự có tài năng, lại dụng binh, mà nếu là dùng binh là những dùng người cấp thấp thì không thể dùng việc của ông được. Còn câu nói ông nói tiếp, khôn dại chẳng hay lại tìm tới thần, vô ngôn tội đồ chẳng nghĩ tới sau. Những kẻ khôn dại chẳng hay lại tìm tới thần, ý nói là đã đần độn rốt nát lại đi tìm đến thần. Vô ngôn tội đồ chẳng nghĩ tới sau, tấu lời sàm bậy, nói lời điêu ngoa mà chả biết đến họa đến sau, sau này nó là sao. Cứ bạ đâu nói đấy, vạ đâu nói đấy với các thánh, các ngài. Thiệt đâu sâu lại
tin Hán gian tà, thiệt đâu sâu dại, tin Hán tan giả. Ý nói những kẻ này ngu si dốt nát, lại đi nghe bọn tiểu nhân gian tà này, thiệt đâu sâu hại, sâu dại, tin Hán gian tà. Chúng nghe nhau thành ra bảy lũ, bước chỉ lửa thời phạt tội thân chi, bước chỉ lửa thời phạt tội thân chi, bước chỉ lửa thời, bước vào đâu các thánh cũng chỉ phạt tôi, không cho được. Cúi bước vong vào, đứng chi ngẩng đầu, cúi bước vong vào, đừng chi ngẩng đầu. Ý các nói là cúi bước vọng vào, đứng chi ngẩng đầu. Ý các ngài nói là dù có đi đến đâu, các nền phủ nào, thì cũng chỉ phép cúi đầu vọng vào, không bao giờ dám ngẩng cao đầu, bởi vì toàn những lời sầm ngôn. Danh tội sang trang chẳng chứng thời chi. Danh tội mà sang trang, tức là tội chồng tội, đã tội là một trang đã chết rồi, mà tội còn sang trang, sang nhiều trang giấy khác thì chứng chi. Danh tội sang trang chứng chi thời chi. Những kẻ này thì tội chi trời chi, ai chứng cho? Mà chúng mày thích nói gì mà nói, sằng ngôn nói bậy. Cung tấu lễ này cấm thời dâng lên, cung tấu lễ này cấm thời dâng lên. Các ngài đã đóng cung tấu, tức là lời mày nói từ giờ không ai nghe. Cung tấu lễ này cấm thời dâng lên, là từ giờ là tất cả những kẻ lấy tấu gì lên các ngài khóa ngôn, không nghe. Chỉ lửa lễ vụn cũng hất cho đủ, chỉ lửa lễ vụn cũng hất cho đủ. Sau này có lễ tạ, xin gì các ngài cũng hất hết, không cho. Cái lũ này, vạn câu chi tỏ chỉ thời được một, có vạn câu nói cũng không được một câu nào đàng hoàng, một câu nào cũng thời được một. Vạn câu mà được một câu khác thì trăm voi một bát nước sáo, toàn những câu sáo rỗng, hão huyền, viển vông, thề lon lấp biển, thề rồi nuốt trôi, đạo thề còn nuốt trôi, hứa rồi cũng nuốt trôi. Thánh về dạy các ngài, về dạy là đã quên hết lời răn, lời dạy của các ngài. Nuốt trôi rồi thì làm sao được việc. Câu này, vạn câu chi tỏ chỉ thời được một, ý có nói vạn, trăm voi không được một bát nước sáo, vứt đi hết những con người này. Dụng thời cho bỏ, nghe bỏ để tai. Các ngài nghe không để bụng, không để tâm, mà các ngài để ngoài tai. Tấu luôn gì về mà xin thì ông cũng vứt hết những loại này, tâm không chứng, nằm không chọn, đuổi. Vân tường Thái Lai thêm chi vài lời, thời ta uy danh thanh bạch nước người. Ý các ngài ông có nói, dụng ngôn ý cầu nghe cho giặc tin. Ý ông có nói là thời ông hiển vinh, giặc thời ta uy danh thanh bạch nước người, thời của ông mà nước người còn phải lẻ ông trăm phần câu nói. Văn tường Thái Lai thêm chi vài lời, ý nói là văn của ông, lời ông nói, có những nhiều kẻ mượn lời, mượn ngôn của ông sằng bậy nói thêm, đôi co nhiều từ, biến câu của ông thành câu của nó, biến lời của ông nói thành lời của chúng nó. Nên là lũ tiểu nhân đấy, đương thời ông ở trong triều làm một quan minh vương, làm tướng tài trông nước nước Nam, bảo vệ nước Nam một lòng son sắt. Nhưng lũ tiểu nhân bơm đời sàng bậy, tấu lời vạn ngôn, muôn lời ác ý với ông, bảo ông rằng theo tàu gọi giặc làm cha, theo giặc nước Nam, theo giặc nước tàu quay về hại nước Nam. Nên ông mang ơn, mang oán, mang hờn, mang dỗi. Nước thời không hiểu, lại đặt ông là nước ta, nước nước tà. Nên là ý nói là bầu ông không còn là người của nước nữa, mà ông là tà theo giặc. Nên là khổ quan trái của ông. Thời ta uy danh thanh bạch nước người, ý nói là thời của ông uy danh mà bạch nước người, là nước người là tức là nước tàu muốn đến đánh nước Nam. Nhiều lần mà ông đều đánh nuôi được giặc tàu, vì không khuất phục được ông nên người ta rất lẻ kính ông đôi phần. Chính vì mua chuộc là rượu tiểu, bạc tiểu, gái tàu, thuốc phiện, thuốc cống để mua chuộc ông,
nhưng ông đều từ chối hết, không mua được lòng của ông. Chính vì thế, lòng son kẻ sắt nên ông rất ghét những kẻ tiểu nhân hai mặt trong phủ này, cháo trò trơ trẽn đến phủ ra, đến đất của ông, đất nhà ông mà lại cháo trở với ông, trái lời của ông, trước mặt ông thì tấu lời hay đẹp, sau lưng ông thì cháo trở vút mây che trời qua mặt của ông, nên ông rất ghét những kẻ tiểu nhân này. Dụng ngôn ý cầu nghe cho giặc tin, tất cả những cái kẻ đấy thì cứ nói gì thì kệ cho, chúng mày tin hết đi, chúng mày tự tín, chúng mày tự tin, chúng mày tự nói, chúng mày tự nghe đi. Thời dậy quẩn nắm năm tháng dày, nay thời cho được hái quả tốt. Ý ông nói về đây là thời dậy uẩn uốn nắn năm tháng dày, là những người ông dạy người ở phủ này phải uốn nắn từ đòn roi, khắc khổ quân pháp. Nay thời cho được hái quả tốt, ý nói các con của ông bây giờ là những người tốt, nay đang ở phủ, còn những người tu được, giữ được tâm tính, ông mới giữ. Bên thân giúp thời cho thành danh, chắp bút theo ông lên người thành danh, hiền tâm hiền đức giúp đời, quy tâm đối loại cùng bến thuyền. Ban thời kết tóc chỉ một, chỉ cho một, kết nòng kết tóc vững một thuyền, duyên ban cho được đúng ý nguyện. Đây là những câu này của ông, hàm ý rất lớn, dạy rằng cắt tóc làm tôi, những người cắt tóc làm tôi, làm con nhà ông, nhất một lòng tầng một đạo, phải thật tâm với ông, vững đời thì nay thời cho được hái quả tốt, bên thân giúp thời cho thành danh. Những người con ông chịu oan trái, chịu khổ cực, chịu oan gia trái chủ, chịu thị phi, chịu lời áp bức, chịu lời của thiên hạ, miệng lưỡi thế gian, thì sau này ông sẽ cho hiển danh thành tài. Thì bạch ông, những việc công việc của ông, những người con nhà ông trong phủ này vẫn phải đang mang những cái oán, cái oan và những cái oan khiên này. Nhưng từ khi con học ý của ông, con thấy rằng ai đổ con đều đúng hết, ai đổ tội con đều đúng hết, họ đúng con sai, ai đặt điều con câu gì con thấy họ đúng con sai, ai nói con cái gì họ đúng con sai, ai đổ con ăn cắp tiền công đức con thấy họ đổ đúng con sai, con ăn cắp tiền công đức, ai đổ con là tiểu nhân con thấy họ nói đúng con sai, con tiểu nhân tự nhận hết. Và con thấy từ khi ông nói chữ hòa mà con thấy điều ông dân ông dạy không sai câu chi, thời sau sẽ tỏ mọi việc sáng minh, quân minh xử pháp, uy quyền vang danh. Nên là câu ông nói, lời ông làm thực tế để đời cho chúng sinh sau này, chứ đâu thị phi những gì cái cọ lại làm gì cho muôn đời đau đầu, ai nói gì nhận hết. Nên trong 2 tháng vừa qua, bao chuyện thị phi con nhận hết cái đắng, từ tháng 2 đến giờ con nhận nhiều quả mật, quả mận và quả đắng, nhưng con thấy rằng quả nào cũng đắng và quả nào cũng đau. Nên con mong ông là xin ông thương cho con trì tâm nhất trí, trì dũng trí tài, học hàng đêm sánh hiền, sánh cái quyển thiên mệnh này để con học đạo càng thông, tâm càng định, để con giúp được những việc mà sau này, việc quân cơ của ông, chứ không phải dăm những cái quyển mà để ý đến những cái việc khác để nó bận tâm làm gì. Vì ông có dạy con một câu rất hay, kiết tịnh tâm suy gạt bỏ thị phi. Kiết tịnh tâm suy, kiết tịnh là vì dứt tâm, không nghĩ tới mọi chuyện thị thị phi phi, ai nói gì tự dưng không có. Con này ông, con đâu ăn cắp, con đâu sợ, con đâu cháo trở, con đâu lay, con đâu tiểu nhân, con đâu buồn, con đâu bạc đãi, con đâu lo âu, và con không dối trên nửa dưới, thì con đâu bất an. Nên là cái những cái việc này con thấy rằng là con không làm điều đấy thì con không có ngại gì cả. Khách anh taxi ấy mà.
Con xin đọc lại bài đề hay bút. Em chào anh Lam Lê nhé. Em đang chắp bút học bài thiên mệnh. Các ngài về giáng ứng dạy về hàng đêm. Bút thiên quay định giáng lời hay. Chỉ hay việc mình trước sau định. Người sau trước mặt có nhất lòng. Dạy chỉ thước đo từ ngay thiền. Sẽ biết họa mà do cố cầu. Chấp thêm chữ ân mang nghĩa lay. Người lay chẳng thiệt chỉ có mình. Tức câu này người lay chẳng thiệt chỉ có mình. Tức là chỉ có phù gia thiệt thôi. Các con của ông thiệt thôi. Khổ cầu thêm bớt lo việc mình. An hạ cố huynh tâm an cầu. Ung dung tự tại hưởng phúc tu. Thân chi khổ ải là tự nghiệp. Sai chân bước chọn do lòng tham. Suy cầu suy tính tham thiên lợi. Của thiên lợi trời, của thiên lộc trời đâu dễ hưởng. Hồng phúc chẳng dày lại hại thân. Lay thời mặc chi ai không giúp. Việc sự quân cơ mới trọng thành. Đại việc của ta phải kiên trực. Bạch ông, việc ông là phải dứt khoát. Lòng không chính trực tự dẹp ngang. Những kẻ không đúng, không thẳng, không chính trực, ông sẽ dẹp ngang lũ này. Lộc ân trên tại chẳng nhiều ít. Trước đo lòng người mới rõ hay. Ai cầu cố hương của quan cho. Bài mới cho hay sang tiết mới. Qua canh thoáng diện học hay. Tiết lễ hoa thơm quả ngọt lay. Cung kính học cầu cơ ứng linh. Có câu các ngài dạy. Lộc ân trên tại chẳng nhiều ít. Ý nói ông cho nhiều thì ông thiêng, ông cho ít thì ông chả thiêng tí gì. Thước đo lòng người mới rõ hay. Dùng tiền ông đo lòng của các lính ghế của ông. Kẻ ít vẫn trung tín, kẻ nhiều vẫn trung tín. Nhưng kẻ ít đổi lòng, kẻ nhiều đổi dạ, ông hất hết. Sau rời ông sẽ cho không còn một đứa nào. Ôn an cầu cố hương của quan cho. Ông cho chứ có phải là chúng mày tự làm ra đâu. Nên là đừng có sàm ngôn tấu lời sằng bậy. Ông có nói tiếp. Dung thứ đã đủ không thể quay đầu. Ngôn định một lời. Ngôn định một lời tức nói một lời là một lời. Ông đã nói một lời là một lời. Dung thứ đã đủ. Dung thứ đã cho thời gian về sám hối để nhận tội và sám hối để chối tội. Ông cho thời để mà biết sợ, biết uy. Không thể quay đầu tức là không cho quay đầu nữa. Cố tình thì không cho quay đầu nữa. Ngôn định một lời ông nói ra không bao giờ rút lại. Chẳng chi nhắc lại làm gì cho đau đầu, nắm chuyện thị phi. Đã nói là không là không. Sạch tinh bình an, phủ cực bình an mọi việc. Lòng trung thể tại. Lòng trung thể tại tất cả những người trung tín, trung tâm, trung đức, trung lòng với ông. Còn thể tại là tức còn ở lại đất của ông. Cửa cấm thể bớt bước. Cửa cấm thể bước tức là cửa cấm là không được phép lui tới. Có câu rất hay của ngài về dạy. Ngự sử Việt Nam quốc chỉ sắc Ninh Hinh Cơ. Để trên cha mẹ giảng dạy hàng ngày. Tiên ông về dạy đạo hàng đêm sách hiền. Hiển vinh hiển sách hiển thời. Đạo nước Nam còn nhiều người tài, kẻ có tâm có đức. Trời nay chọn nước ra phủ ra được ứng cơ thiên mệnh. Dạy đời, dạy đạo, dạy kẻ có tâm. Dạy những người học tu, học tâm, học đạo, học đức, học nhân và học đủ thiên mệnh. Thì cũng là chọn người để giao dâm, giao chữ. Hay con được giao, được ân trên giao chữ. Kẻ rốt nát mù lòa như con, học hết lớp 2. Chữ viết còn sai chính tả, lời nói còn lọng liếu lọng ngô. Mà nay được bề trên ân trên chấm bút thiên mệnh. Giao chữ cho hàng ngày hàng đêm để chắp bút từ 1 giờ đêm cho đến 5-6 giờ sáng, đến 7-8 giờ sáng. Có những ngày phải học vài ngày mới thông. Có những ngày phải quỳ tiết, có những ngày phải luyện trí, luyện tâm, thanh tịnh. Và có những ngày phải luyện mưa, luyện nắng, luyện khổ, luyện ải.
Ví dụ như trời mưa sấm chớp đùng đùng, sấm ngôi, sấm ngày ngũ lôi giáng ứng, thì phải ra ngồi thiền ngoài mưa để xét trời soi xét. Nếu tâm thanh tịnh thì xét không đánh trúng, còn tâm mà uẩn khúc thì xét các ngài sẽ trừng trị. Nên là những lúc mà xét đến 400 cơn xét đánh trong vòng 20 phút mà con phải ra ngoài trời ngồi giữa bầu trời đầy xét, mưa xét đánh giáng ứng liên tục, nhưng phải tâm thanh khiết thì mới được phép ra. Còn nếu mà tâm tà tính các ngài sẽ đập chết, bởi vì là tà tính hiện lên các ngài soi lên xét rời soi xét. Nên là khi bước chân ra ngoài phải tâm thanh tịnh, lòng tĩnh tâm. Sau này ngụ tả việc lớn của các ngài, làm những việc đại sự của ngài phải tâm thanh tịnh, lòng thiết tâm, thì trời ứng đất ứng, ngũ lôi các ngài ứng soi xét để mà làm việc các ngài. Nên là những việc tu đạo cực kỳ khổ ải, lúc lắng lúc mưa, lúc trưa lúc báo, sai chữ rốt ráo, không hiểu từ, phải quỳ lễ tiết đúng thời để mà thẩm đạo học đạo. Không biết chữ chi phải tìm sách bút, tìm bạn hiền, tìm người hiểu biết, chấp thêm để học thêm, học kêu học cầu, tấu từng câu ngôn, lời từng viết ra, phải học từng tần tượng chi tiết. Giống như câu các ngài dạy minh cung tiểu tiết là câu các ngài dạy con, bởi vì 9 chữ 9 từ, 9 chữ 9 dòng của các ngài mà ngay thời con hiểu được đôi phần, đó là binh pháp phụ gia. Đó cũng giống như là cách dạy người, dạy đạo, dạy tất cả cách sống, biến một người thường trở thành người thiên mệnh, biến một người thường để làm việc trên thiên, để làm việc cho các ngài. Nên là những lời các ngài rất là quan trọng. Ngũ di vi quý là những câu nói các ngài. Những chữ của bề trên cha mẹ các ngài là chữ thiên mệnh, là những chữ ẩn như rồng nằm trong đất, mây nằm trong sương, và rồng ẩn trong đất, mây nằm trong sương, mắt thường che không thể nhìn được, phải dùng định tâm thiền định, phải tịnh tâm an định, phải tuệ minh khai sáng thì mới hiểu được các câu lời câu chữ của các ngài trong quyển sách thiên mệnh. Nên con bạch bề trên cha mẹ, tu thì dễ, mồm nói dễ hiểu, nhưng khẩu ngôn nói ra lời định chưa tỏ thì cũng vứt. Nên là áp dụng những câu ngôn lời định của các ngài, phải định hướng, định việc, định hình, định công, phải áp dụng được lời ăn tiếng nói và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nên con xin bề trên cha mẹ, con xin khẩn thiết học lại tất cả sách đây của bề trên. Quyển sách của cha mẹ cũng tới còn vài trang, khi hết một trang một tập sách thì con sẽ phải học thuộc lầu từng trang một, để sau này chấp câu từng lễ từng lời để ứng dụng việc của bề trên cha mẹ. Con xin bề trên cha mẹ ứng lòng với đệ tử con. Con xin phép nay thời đã xong, cho con xin nghỉ sớm. Ứng trên thiên mệnh, con xin phép sáng nay con ngủ dậy, con đi làm việc tâm linh cho khách ở tại Hà Lam, phủ lý Hà Lam. Con xin lục bài sách vở về trên cha mẹ. Con cũng xin phép tự tâm thể tịnh, lòng phải nhất tâm. Con cũng xin phép chiều nay con về vẫn tiếp tục bao sái, dọn dẹp, sắp xếp quân cương của phủ để các linh ghế xây đèn nhang nhà ngài cấp thiết cho kịp tiến độ tháng 7 này đại hội của phủ gia, và tháng 8 tiệc cha, cha giáng về chứng đàn chứng tâm cho tất cả đấm phủ. Năm nay sẽ là năm mà được cha về chấm đền chấm phủ chính thức của bề trên, nên con phải làm những việc cấp thiết đón tiệc của vua cha tháng 8. Con xin hệ trên cha mẹ các tòa cao giáng ngài sẽ có rất nhiều quan trần đến để lễ tiết thiết thời. Con xin phép cha mẹ con nghỉ. Em học đêm rồi, sáng 8 giờ em đi. Công việc em các ngài giao, cha mẹ giao nên là phải đi. Ai nhờ việc gì cũng phải làm, bởi vì là xem thế đất, xây nhà, cất lóc,
vợ cho gia chủ và người ta nhờ hướng đất, thế đất và làm theo cách tiếp tục của các ngài. Nên là phải làm theo thu ban dọn ban nhá. Nhá. Thu ban dọn ban. Các ngài cho làm. Thực sự là đau đầu lắm. Đọc từng đấy những kiến thức phàm phu tục tử, những người trần tục thì không thể hiểu hết được. Học ngày học đêm như mình ấy còn toét hết cả mặt. Mọi người nghĩ là mở thân như Trạng thì nói bậy, Trạng tào lao, Trạng nói láo, nói toét, xàm ngôn, lộng đạo, nói linh tinh. Nhưng anh em xem, khi tớ vào công vào việc thì con người tớ lại khác. Dứt ngôn một lời, không thay đổi. Dứt ngôn một lời, không thay đổi. Ăn nói phải dứt khoát, câu gì ra câu đấy, lời gì ra lời đấy, ý gì ra ý đấy, việc gì ra việc đấy, không được phép mà lôm côm nói càn, nói bừa, lôm nhôm. Nên là khi việc thánh phải nghiêm lắm các bạn ạ. Không như các bạn, như người trần cứ nói mình là người này, mình người kia, mình có căn, ông về về cô về, các ngài về cho thánh nào, thánh ngài, cái ngài nào mà nhập vào ngự vào người chúng mày làm cái gì cho đau đầu. Chúng mày phàm trần bụi bẩn, mồm uế tạp, tâm tà tan tính, gian tâm tà tính hiện ra mặt, thì chúng mày ví mày với thánh làm gì cho nó bẩn việc thánh ra. Nên là mình chỉ là một học nhân thôi, nên mình cứ ngoan là người học đạo, chứ chả có căn cơ quả thánh nào trong người mình cả. Tôi cũng thế, từ ngày tôi hiểu rồi, tôi cũng chả căn ông bảy, cũng chả căn của ai, cũng chả con ông nào bà nào hết, mà tôi cắt tóc làm tôi, làm con của các ngài, học đạo hàng ngày thế thôi. Cứ mang danh các thánh ra làm gì, mượn danh các thánh, tôi căn ông này, tôi căn ông bảy, căn cô chín, cứ tinh tướng làm cái gì, mẹ thối mù rốt đạo. Đạo mù, đạo mê, xong cứ tự xưng mình là con ông nọ bà kia, rồi lấy cái danh của các ngài ra để uy thiên hạ. Các ngài uy được thiên hạ, chứ mình không uy được thiên hạ đâu. Nhá. Nên là càng học thì phải càng khiếm nhã, mà càng khiếm nhã thì phải biết mình là người như nào, học ở đâu, hiểu ở đâu, câu gì đúng, câu gì sai. Ừ. Thôi ăn cháo đi. Ăn mì đi, nấu mì đi. Là có... Nấu mì, đúng không? Mì đi. Ừ. Làm bát mì cả tối là có ăn gì đâu. Từ tối giờ chưa ăn cái gì hết. Bụng rỗng không. Nói thật anh em là người ta ăn bữa tối là 6:30-7 giờ tối. Từ 6:30-7 giờ tối giờ tớ chưa ăn cái gì cả. Không hột cơm, hột gạo là bụng hết. Đến bây giờ toàn uống nước trắng, học xong bắt đầu được đi ăn. Làm được gói mì không người lái. Mệt mỏi lắm anh em ạ, không sung sướng tí gì. Chăm luôn chăm việc người ta, chăm công chăm việc. Bây giờ là tháng này ông cho một tháng sửa đèn nhang nhà ông, để tháng 7 tiệc ông, tháng 8 để đón cha về. Cha giáng đàn, giáng thế, giáng đất, giáng phủ, chấm lính, chấm ghế, chấm công, chấm tội, chấm chàng, chấm công, chấm tội, chấm chàng chứ không phải chấm tội, vừa nói nhầm là câu chấm tội, hoặc là chấm tội, chấm chàng là ngôi ngai các ngài ngữ, bởi vì tất cả thiên mệnh các ngài từ trên tiên giáng xuống bắt đầu chấm đây đất ta, ta chấm đền ta, ta chấm. Một khi đã chấm được lưu danh sử người sử việc, nên là cái này đã chấm rồi, giống như cái đền cổ lâu năm ấy, đền chùa ấy, các ngài chấm nên là nó mới được 11 năm rồi, bây giờ các ngài mới chứng chọn. Những năm vừa qua là những năm các ngài thử thách thôi. Còn đến bây giờ hoàn thiện rồi, các ngài chấm chọn, chấm đèn, chấm phủ rồi, thì sau vĩnh viễn, đời này kiếp khác mà tôn thờ các ngài thôi, chứ còn không làm gì được nữa. Sẽ được vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn là đất thờ các ngài. Không bao giờ thay đổi nữa. Mỗi vậy thôi. Cố gắng lên em nhé, học xong thì tranh thủ ngủ đi. Em mệt lắm rồi anh ạ. Nhưng tí em đi làm đất cho người ta rồi, xong chiều về còn chỉ anh em sửa cửa lõng, sửa nhà, sửa cửa nữa anh ạ. Thương anh lắm. Mấy hôm nữa em có một món quà riêng cho anh ạ. Người tâm em chỉ buồn việc trong chuyện này là anh Trung Lỗ thôi, em buồn lắm, rất thương anh Trung Lỗ.
Tâm anh tốt, lòng anh tốt, nhưng mà anh ấy bị lôi kéo, thành ra anh ấy hỏng việc của anh ấy. Em thương anh ấy, mong mọi việc là sẽ qua trong chuyện này. Lòng ngài, lòng thử, lòng ý, lòng chung, nên là mọi việc sẽ qua thôi. Dù sao 11 năm ở với nhau mà, đâu phải vì một câu nói. Cũng mong anh ấy hiểu rằng là những người ở với nhau 11 năm nắm tay nhau anh ạ. Nên là em sẽ có một lúc nào đó em sẽ lôi về em mắng cho một trận, nói để anh ấy tỉnh táo ra, không bị u mê tăm tối để người khác dẫn dụ. Chơi với nhau 11 năm rồi mà để cho người khác một vài năm người ta nuôi đi là hỏng việc. Nên là thực sự rất là mong cái kiểu này em nói. Em nói trên livestream này tâm buồn lòng định, nhiều khi nặng tâm lắm anh ạ. Cố gắng anh nhé, lúc nào mà gặp được thì nói được để hiểu được thì anh bỏ qua cho em anh nhé. Vì từ đêm giờ, từ tối, từ 7 giờ tối giờ chưa ăn cái gì, nói thật anh à, bữa tối em chưa ăn, mệt đói giá họng này. Thôi chúc anh em may mắn, mình công việc mình lại tiếp tục mình làm, mình nghỉ ngơi ăn xong mình nghỉ được tiếng 2 tiếng rồi mình đi đi Hà Lan, phủ lý Hà Lan, mình lo công việc. Chiều mình có mặt ở tại phủ 1 giờ, mình sẽ xây dựng đền ông, tiếp tục làm cấp thiết, chỉ thời gian có 1 tháng, tức trước ngày 27 phải hoàn thiện. Nên các công việc mình sẽ giao cho anh em ở phủ phải làm nhanh chóng gọn nhẹ, không để kéo dài, mọi việc dứt khoát, không kéo lay mai, hôm nay lại lại lay mà ngày mai lại mai là mệt mỏi. Mọi việc phải sáng tỏ dứt khoát. Cố lên em nhé, học xong thì tranh thủ nghỉ đi, nghỉ ngơi chút đi để đỡ mệt. Cảm ơn anh. Em ăn mì đây anh ơi. Em chúc anh may mắn, mọi việc tốt lành anh Nam nhé. Anh cố gắng, em nghỉ đây, ăn xong rồi em còn đi làm. Mấy hôm nay phủ vất vả lắm, sửa hết toàn bộ kinh phí, ông cũng căng co anh ạ, nhưng em cũng lo xong rồi anh ạ. Em thương anh, cảnh anh nghèo nhưng tâm anh sang, lòng anh định lắm. Thương những người như anh rất có tâm anh Nam ạ. Chào Khánh Nguyễn nhé, Khang nhé, 17 âm về bọn anh. Chú là người nhiều năm tháng theo anh, thăng trầm chú biết ai là người tốt người xấu ra sao. Trong những ngày vừa qua rất nhiều thăng trầm, chú nghe hai tai, khi chú thấy rồi mọi việc sáng tỏ. Thôi cố gắng. Định thiền tín tâm, lòng chung phải nhớ. Các ngài có nói em như vậy, em sẽ học. Còn ai nói gì em không sợ, chỉ sợ mình không tốt thôi. Chúc anh em may mắn, học được bao nhiêu ấm thân mình, học được bao nhiêu tốt bản thân mình, học được bao nhiêu mình mới khá lên. Nên học càng nhiều càng tốt, đừng có mà rối lòng, đừng có mà gian tâm, rồi đừng có mà trái lòng trái ý, rồi nói không thành có, thành ra tự bản thân mình làm khó cho bản thân mình. Tắt live stream đi. Số điện thoại của Phú Nam Đức 037 437 599. Số tài khoản Phú Nam Đức là 1070022 65853 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Một số tài khoản duy nhất, không có số tài khoản thứ hai. Lưu ý tránh tất cả các Facebook phát các video xin tiền kêu gọi công đức. Để lưu ý tất cả những đối tượng nào mượn danh của Phú Nam Đức, anh em lưu ý là những đối tượng đấy không phải là người của Phú Nam Đức, mà số tài khoản mà các bạn có bắn có số tài khoản mà không liên quan gì đến tài khoản Phú Nam Đức đều là những số tài khoản lừa đảo, mượn danh của Phú Nam Đức đi lừa đảo xin tiền. Nên là tất cả bà con anh em mọi người lưu ý tránh những đối tượng mượn danh của Phú, hình ảnh của Phú để lừa đảo. Tránh mất tiền thì các bạn chỉ chuyển vào tài khoản một số tài khoản duy nhất 1070022 65853 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Và lưu ý tất cả những số tài khoản khác đều là tài khoản lừa đảo. Những ai mượn danh của Phú là người của Phú Long Đức mà làm việc của Phú Long Đức đều là lừa đảo hết nha. Vì số tài khoản Phú Long Đức chỉ một số tài khoản duy nhất nha.
Còn hiện giờ là toàn bộ công việc của phủ chỉ một mình tớ là người quản lý, và không có người ai kế vị quản lý thay cho tớ công việc của phủ. Đây là báo trước cho bà con anh em biết cái việc này. Mọi việc sáng tỏ hay không, mọi việc gì thắc mắc các bạn liên hệ cho phủ, liên hệ trực tiếp về phủ nhá, thì là rõ nét tất cả mọi việc. Anh em nào thắc mắc cái gì, thiếu gì, cần gì, cần gì giúp gì, cứ liên hệ trực tiếp về phủ thì mình sẽ nói rõ từng việc một cho anh em. Và ai công đức gì về phủ sửa chữa nhang đèn, dâng đèn nhang, hoa đăng, trà quả, lễ tiết hay là cung tiến đồ vật thì liên hệ qua số điện thoại 0374375999 nha, trực tiếp gặp nhân viên và người của phủ Long Đức.